Phương án đi cô thứ ba đỏ hình quả này là pháo 8 tiến 3. Đỏ hoành sắc cánh trái là cờ đỏ bỏ quân lấy thế công, nước cờ hung hãn. Đen ăn pháo. Đổi lại như đen đi pháo 2 bình 7 ăn mã. Cờ đen khó thể ứng phó. Tiếp theo, đeo hai khả năng đi quân. Một là đen xuất tướng. Tuyệt sát, đỏ thắng cờ. Hai là đen đi tượng 7 tiến 9. Cờ đỏ thắng thế. Như đen mã 7 tiến 5. Cờ đỏ hơi tốt. Mời các bạn xem lại phương án đi quân này.
Cờ đỏ hơi tốt. Phương án đi có tư của đỏ ở hình cờ này là xe 9 tiến 1. Đỏ tiến xe bắt pháo. Đổi lại, như đỏ đi mã 7 tiến 8. Đến đây, cờ đỏ có hai khả năng đi quân. Một là đỏ đi mã 8 tiến 7. Hình thế hai bên đều phải dè chừng. Hai là đỏ đi xe 4 bình 3. Cờ đỏ duy trì nước tiên. Như đỏ xe 4 tiến 2. Đỏ bình xe xe lộ 4. Ở đây cờ đỏ có thể đi xe 9 bình 2 trói quân. Đen ăn tốt. Đổi lại, như đen đi xe 8 bình 7. Cờ đỏ ưu thế. Như đen xe 3 bình 5. Cờ đỏ dễ đi. Mời các bạn xem lại phương án đi con này.
Cò đỏ dễ đi. Chúc các bạn nghiên cứu thành công bố cục. Trung pháo qua Hà Sa, đối bình phong mã, tả mã bản Hà.